Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin ban phước để lời nói của chúng con, chúng con có thể sử dụng theo như cách Chúa Ngài đã định. Để khi chúng con mở miệng ra, lời nói của chúng con sẽ kích hoạt, phép lạ xảy ra, sự giải cứu được xảy ra, ân lành của Ngài được phân phối, lời khích lệ từ nơi Chúa có thể nâng đỡ những cuộc đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin tiếp tục ở với chúng con, ban phước cho chúng con, để chúng con có thể bước vào sự sống mà Chúa Ngài đã định cho chúng con, đắc thắng và đem sự đắc thắng của vương quốc của Ngài đến cho những cuộc đời đang ở trong sự cầm buộc. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài và cho con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị em đã vào để chúng ta cùng học hỏi lời Chúa với nhau qua khung cảnh và phước hạnh mà Chúa ngài cho chúng ta. Tại qua mạng toàn cầu, chúng ta được kết nối để cùng nhau học hỏi lời của Chúa. Và điều mà chúng tôi ước ao cầu nguyện là Chúa qua những chi giờ, các môn học mà chúng ta học, Chúa ngài trang bị, chuẩn bị chúng ta trở nên một đạo quân lớn, tinh nhuệ. Khi chúng ta phục vụ, khi chúng ta tham chiến, thì sự đắc thắng của Chúa sẽ bày tỏ xuyên qua cuộc đời của chúng ta, đem lại phước hạnh cho quê hương đất nước xứ sở của chúng ta, cho người đồng hương của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta. Vì cái miệng được dạy dỗ là điều rất là quan trọng. Ê-sai chương 50 câu số 4 và câu số 5 cho chúng ta thấy phước hạnh của một khi người đầy tớ được Chúa ngài ban phước có một cái miệng được dạy dỗ như sau: Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. Cảm ơn Chúa vì tai miệng của chúng ta khi được Chúa ngài ban phước cái miệng, cái lưỡi được dạy dỗ, thì chúng ta thấy rằng có thể dùng những lời nói để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Và lỗ tai được Chúa ngài dạy dỗ, được Chúa ngài đánh thức dạy dỗ như là một người thầy dạy cho học trò của mình. Cuộc sống của Đức Giê-xu trên đất, ngài cho chúng ta, ngài tiết lộ cho chúng ta biết bí quyết của sự thành công của ngài, của sự đắc thắng của ngài, là ngài chỉ nói những gì ngài nghe cha nói và làm bất cứ điều gì cha làm. Đây cũng phải là phương châm của đời sống của chúng ta. Lời nói rất quan trọng, chúng ta đã nói đến ở trong phần đầu. Và xin Chúa nghe ban ơn trên chúng ta, vì chúng ta nhìn vào trong lịch sử của Kinh Thánh, của tiền nhân của Chúa, cũng như trong thế giới cận đại của chúng ta, có những người mà bởi lời của họ nói, họ có thể khích lệ, họ có thể kêu gọi, họ có thể điều động những con người đứng lên để sống cho chính nghĩa, những người được kêu gọi để có thể, trong trường hợp của Esther T, chúng ta thấy bà đã được cậu của mình nâng đỡ khích lệ để bà bước vào trong thiên mệnh, nhận biết được rằng Chúa đã dựng nên mình, Chúa ngài đã đặt để mình vào trong cái vị trí để mình có thể cứu dân tộc của mình khỏi nạn diệt vong. Thì chúng ta thấy rằng lời nói, nếu chúng ta sử dụng đúng cách, một cách công bình, một cách chính trực ở trước mặt Chúa, thì chúng ta thấy thật là phước hạnh. Và như Ê-sai 50 câu 4 đó, để ta biết dùng lời nói để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Cảm ơn Chúa vì chung quanh của chúng ta, Chúa ngài cho chúng ta mắt được mở ra và chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người mệt mỏi cần được những lời khích lệ từ nơi chúng ta. Cho nên cái miệng, cái lưỡi của chúng ta khi được kiểm soát và sử dụng đúng cách, chúng ta thấy rằng nó có thể đem lại sự sống. Nếu chúng ta sử dụng một cách tiêu cực, nó có thể đem lại sự chết. Nên xin Chúa ngài ban phước để chúng ta tiếp tục học, thấy được cái giá trị và sức mạnh của lời nói của chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Tuần rồi chúng ta đã cùng học với nhau ở trong phần đầu những điều Kinh Thánh nói về cái lưỡi, bắt đầu từ Thi Thiên rồi Châm Ngôn, những lời của chính Đức Chúa Giê-xu ngày dài của Gia-cơ, để chúng ta thấy có nhiều điều Kinh Thánh nói đến. Tụ chung là chúng ta biết rằng cái lưỡi của chúng ta khi được sử dụng đúng thì nó đem lại sự chữa lành, đem lại niềm vui, đem lại sự khích lệ cho những người lân cận. Nhưng mà cái lưỡi nếu chúng ta không kiểm soát và để cho nó mình sử dụng một cách tiêu cực, chúng ta thấy lời nói của chúng ta, cái lưỡi đó cũng có thể đem lại sự đả phá, đem lại sự gãi đổ. Và ở trong cái chiều hướng, khi chúng ta để cho Satan
sử dụng cái miệng của chúng ta nó có thể gây thương tổn đến cho hội thánh của Chúa, cho đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta, những người thân thương của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta nhận biết được điều này qua lời của Chúa soi sáng trên chúng ta. Và chúng ta đã dừng lại tuần trước ở trong phần thứ tư, đó là có một số cách mà lưỡi có thể được sử dụng. Và chúng ta biết rằng có ít nhất 21 cách để sử dụng lưỡi một cách tiêu cực như Kinh Thánh đã mô tả cho chúng ta. Và chúng ta đã xem 11 cái cách tiêu cực phần đầu. Nếu anh chị em không có cơ hội để cùng học với chúng tôi ở trong thứ tư tuần trước, xin tìm vào ở trong kênh của VBC Houston tiếng Việt, ở trong YouTube, để chúng ta có thể theo dõi. Và các anh em đã giúp đỡ để chúng ta có cái giảng bài để anh chị em có thể học lại, để chúng ta có thể bắt kịp. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái cách thứ 12 cho đến 21. Cái 12 chúng ta sử dụng một cách tiêu cực đó, cái lưỡi tiêu cực đó là những cái lời cằn nhằn, cào nhào hoặc là lầm bầm. Như Philip chương 2 câu 14-15, hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và xa đọa. Dùng thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng ở trong thế gian. Ở đây khi chúng ta hiểu được cái sức mạnh của cái lưỡi của chúng ta, nếu chúng ta có những cái lời cằn nhằn, có những cái lời lầm bầm, thì nó đem lại cái hậu quả, nó ảnh hưởng một cách tiêu cực ở trên nhiều người xung quanh của chúng ta. Nhưng là con cái của Chúa, ở giữa một cái thế giới mà chúng ta thấy rằng lời nói của con người ngày hôm nay đầy xảo quyệt, gian dối, giả hình vân vân, thì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta nói những lời chân thật. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh ở đây là ở giữa cái thế hệ xảo quyệt và xa đọa đó, thì chúng ta sẽ là những ngọn đuốc sáng cho thế hệ của chúng ta ở giữa những người lân cận của chúng ta. Chúng ta có một thiên mệnh rất là quan trọng. Cho nên anh chị em, thay vì lời nói của chúng ta đầy những cái lời phàn nàn, anh chị em đây là một cái thái độ rất là xấu. Cho nên chúng ta cần xử lý nó. Phàn nàn là bày tỏ sự không hài lòng hoặc bất mãn một cách riêng tư hoặc công khai ở giữa mọi người về một vấn đề. Luôn cả những cái vấn đề chúng ta không kiểm soát được, nó nằm hoàn toàn vào sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Trên câu hỏi mà chúng ta đặt ra tại đây đó là tôi có cằn nhằn thầm kín và trong lòng về những người có thẩm quyền không? Ở trong hội thánh mà khi tín đồ có những cái lời cằn nhằn ở trong hội thánh sẽ gây ra nhiều cái sự chi phối và nó đánh lạc hướng hội thánh của Chúa. Nhất là khi có những cái lời lầm bầm cằn nhằn đối với lãnh đạo, thì chúng ta cần phải thắng những điều này. Câu hỏi thứ hai đó là tôi có thể hiện sự bất mãn về các vấn đề chỉ vì ý của tôi không được sử dụng trong một hoàn cảnh hay là một trong trường hợp không? Điều này chúng ta thấy rằng nó xảy ra ở khắp nơi, ở trong ban trị sự, ở trong ban điều hành của hội thánh. Thì chúng ta thấy rằng khi ở trong buổi họp có những người đưa những ý kiến mà cái ý kiến của họ không được số đông nhận và sử dụng để ở trong một trường hợp nào đó, thì người này có thể đi ra khỏi buổi họp và bắt đầu có những lời lầm bầm cằn nhằn. Và cho nên đây là một điều hết sức là nguy hiểm, bởi vì những người nghe lời của chúng ta nói những cái lời cằn nhằn đó, họ không ở trong buổi họp, họ không ở trong một cái hoàn cảnh, thì họ không biết được tất cả những gì trước và sau những cái điều mà chúng ta nói đó, thì sẽ có những ngộ nhận rất là lớn. Mà thường khi cằn nhằn là mình muốn kéo những người đi theo phía của mình để chúng ta lập chia, và chúng ta muốn có những cái số đông người đi theo ý kiến của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng bắt đầu cái cỗ xe của hội thánh bị những con ngựa kéo xe, nếu nó đi cùng một hướng đó, thì chiếc xe đó sẽ đi rất nhanh và có một cái sức mạnh rất lớn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy một chiếc xe có 4 con ngựa, thì 4 con ngựa có thể kéo cái cỗ xe về 4 hướng khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ dừng lại, không thể di chuyển được vì lực nó đang căng thẳng và giằng co. Rồi nếu không giải quyết sớm thì cái cỗ xe nó có thể bị vỡ ra bởi vì sức của 4 con ngựa kéo về 4 hướng khác nhau. Những lời lầm bầm nó có cái sức của nó một cách tiêu cực như vậy. Cho nên chúng ta để ý đến và chúng ta tránh sử dụng lưỡi của chúng ta một cách tiêu cực như vậy.
Điều thứ 13 đó là tranh luận hoặc là tranh cãi. Roma chương 14 câu 1 chép: hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. Và chúng ta thấy những câu chuyện của những cơ đốc nhân, của những tín đồ trong các hội thánh. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng đầy những sự tranh cãi về những quan điểm khác nhau. Tôi thấy có những nơi, chúng tôi thấy có những hội đồng, người ta tranh cãi về các quan điểm. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng chia rẽ, nó càng chia rẽ, hố sâu cứ tiếp tục được đào sâu hơn. Cho nên những lời của tranh luận hoặc tranh cãi thì chúng ta thấy rằng nó không lợi ích. Tranh luận là tham gia vào một cái cuộc lập luận, tranh luận, mâu thuẫn và đả phá đi đôi với sự thù địch và tranh chấp. Thì lời nói đó không giúp ích được, mà nó chỉ có hại cho người nghe. Câu hỏi của chúng ta đặt ra là tôi có tham gia vào các cuộc thảo luận mà tôi biết sẽ dẫn đến những bất đồng gay gắt không? Nếu có, chúng ta đừng tham gia vào. Có những người ngày hôm nay là họ làm những công việc và nói những cái lời nói để tạo phản ứng, nhất là phản ứng tiêu cực. Thì chúng ta thấy rằng có một mục đích rất là xấu. Chúng ta tránh những cái lời tranh luận và tranh cãi. Thứ 14 đó là ngôn ngữ tục tiểu. Đây chúng ta thấy rằng trong xã hội không thiếu. Colossae chương 3 câu 8 chép: nhưng bây giờ hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tiểu từ miệng anh em. Chúng ta thấy những cái ngôn ngữ lời nói bẩn thỉu, là ngôn ngữ tục tiểu, là đáng xấu hổ, bởi vì nó coi thường sự đứng đắn và sự trong sạch về đạo đức. Cho nên xin Chúa cho để là con cái của Chúa, như lời của Chúa trong thư Ê-phê-sô nói rằng những lời đó cũng đừng thoát ra từ miệng chúng ta, đừng nhắc đến nơi giữa chúng ta những lời tục tiểu. Và chúng ta thấy trong xã hội có những người là họ xem đây như là một cái lối giải trí và một cái sở thích của họ, tức là ăn nói những cái lời tục tiểu. Nhưng mà là con cái của Chúa, vì chúng ta thấy cái giá trị của lời của chúng ta có thể đem lại sự chữa lành, đem lại sự giải cứu, có thể đem lại sự nâng đỡ, chúng ta quyết tâm sử dụng lời nói của chúng ta một cách tốt đẹp, gây dựng, trong sạch ở trong ơn của Chúa. Câu hỏi đây chúng ta suy gẫm đó là tôi có nói về những người khác với một cách đáng xấu hổ và không trong sạch không? Tôi có khuynh hướng biến mọi thứ thành một cái thứ gì đó ô uế và thấp hèn không? Và khi lời nói của chúng ta không kiểm soát, chúng ta có thể dẫn cái câu chuyện và chúng ta có thể bôi nhọ một người với những cái lời nói bẩn thỉu của mình, tục tiểu của mình. Phần thứ 15, nói dối. Châm ngôn chương 12 câu số 22: môi dối trá là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, còn người hành động chân thật làm vui lòng Ngài. Ôi xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta làm những người làm cho lòng của Chúa vui. Đừng để Chúa Ngài phải ghê tởm lời nói của chúng ta, bởi vì môi dối trá là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va. Nếu Chúa Ngài ghê tởm cái môi miệng của chúng ta thì Chúa không tin dùng chúng ta được. Để chúng ta có thể rao giảng tin lành của Chúa, và khi chúng ta công bố tin lành cứu rỗi của Ngài ra, vô số người được cứu. Để cho lời nói của chúng ta khi công bố ra, nó đem lại sự gây dựng, khích lệ anh em của mình, thì chúng ta phải gạn lọc và tránh một cái mùi dối trá. Phải có những lời chân thật, phải có những lời tốt đẹp. Colossae chương 3 câu 9: chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó. Chúng ta cần cởi bỏ cái thứ này, những cái lời dối trá, bởi vì chúng ta không còn có thể nói dối với nhau được. Đó là con người cũ của chúng ta. Hãy bỏ nó lại sau lưng, cởi bỏ nó, đừng để nó tiếp tục đi cùng với chúng ta nữa. Ê-phê-sô chương 4 câu 25: như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Ý niệm này xin Chúa Ngài giúp đỡ, để chúng ta thấy có một cái loại, một cái chứng bệnh, cái loại di trùng này, nó tạo nên một cái điều rất là nguy hiểm. Đó là các phần chi thể nói dối với nhau. Đó là chứng bệnh phun cùi. Thì trong cái con di trùng này nó tấn công vào ở trong hệ thần kinh, đến độ khi cái người mà bị nhiễm và hệ thần kinh của mình bị con di trùng này nó tiêu diệt, thì chúng ta thấy rằng người ta có thể chạm cái ngón tay vào trong lửa mà không thấy nóng. Bởi vì con ngón tay trong một hình ảnh nó nói dối với lại bộ não là không, cái này không nóng. Và chúng ta biết rằng ở trong quá khứ khi bệnh phun cùi nó lan tràn, thì có những người họ bị mất đi những cái ngón tay, có những trường hợp là nhiều ngón tay
trong lúc họ ngủ, chuột đến cắn những cái ngón tay đó, đến độ nó bị ăn mất đi. Mà người ta vẫn không nghe biết đau đớn gì, vì hệ thần kinh không còn có thể gọi những tín hiệu của đau đớn, của nóng, của nguy hiểm để chúng ta có thể tránh và giải cứu chính mình. Trong hội thánh của Chúa, khi có những lời dối trá thì chúng ta thấy lời của Chúa trong Ephesians chương 4 câu 5 này, nó sẽ mâu thuẫn với việc lời của Chúa bảo, bởi vì chúng ta là các chi thể của nhau. Chúng ta cần phải nói với nhau một cách thành thật, nói đúng sự thật, để chúng ta không đánh hạ các chi thể khác trong thân thể của Chúa, các anh chị em của mình, mà chúng ta chọn gây dựng họ, khích lệ họ thì hơn. Người nói dối là kẻ bẻ cong, bóp méo và trình bày sự thật trong bất kỳ hoàn cảnh nào với ý định đánh lừa người nghe. Đó là định nghĩa của những lời dối trá. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra là tôi có xu hướng phóng đại mọi thứ, đi quá xa so với thực tế của chúng để lại ấn tượng không chính xác về bản thân hoặc người khác không? Tôi có thấy dễ dàng để nói dối với người khác khi tôi biết rằng làm như vậy sẽ có lợi cho tôi theo một cách nào đó không? Nếu chúng ta nói dối để trục lợi, đây là điều gớm ghiếc ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cách sử dụng tiêu cực thứ 16 đó là tâng bốc. Thi Thiên 12 câu 1 cho đến câu số 3 chép: Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chúng con vì người tinh kính không còn nữa. Người trung tính đã biến mất khỏi con cái của loài người. Chúng nó dùng lời dối trá mà trò chuyện với nhau, lấy môi nói dối những lời vua nịnh mà lòng thì dối gạt. Đức Chúa Trời sẽ diệt tất cả môi vua nịnh và lưỡi khoác lác. Có một sự tuyên chiến của Đức Chúa Trời tại đây qua lời của Ngài cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ diệt tất cả những môi vua nịnh. Trong xã hội có một cái quyển sách, khi người ta viết, tôi tin rằng ông Dale Carnegie khi ông viết thì ông không có ý định sử dụng nó theo cách mà một số người đã ứng dụng sau khi đọc cái quyển Đặc Nhân Tâm. Người ta dùng lời nói để tâng bốc người khác, thay vì là những lời chân thật khích lệ thì là những lời tâng bốc để họ có thể sai khiến cái người đó vì bây giờ đã được lòng, hay là lợi dụng một ai đó vì bây giờ đã nắm được tấm lòng của họ vì mình đã tâng bốc họ. Đây là một điều rất ác ở trước mặt Đức Chúa Trời, điều gian ác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không vua nịnh tâng bốc. Chúng ta có thể có những lời khích lệ. Giữa tâng bốc và khích lệ nó khác nhau cái chỗ là tâng bốc chúng ta tâng một người lên để chúng ta trục lợi. Khích lệ là chúng ta nâng đỡ họ để họ có thể được phước, để họ có thể được khích lệ và họ tấn lên ở trong cuộc sống của họ. Động cơ khác nhau hoàn toàn. Trong Ngôn Chương 29 câu 5 chép: kẻ nào xu nịnh người lân cận là giăng lưới ở dưới chân của người. Nguy hiểm lắm anh chị em. Có nhiều người vấp ngã, có những người đã bước ra khỏi chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời vì nghe những lời du nịnh, nghe những lời tâng bốc. Ô, tôi thấy một sư cũng có ơn của Chúa, tại sao không đi ra lập hội thánh riêng, tại sao không làm việc riêng mà làm ở dưới ông mục sư kia đó để làm gì? Tôi thấy một sư giảng có ơn của Chúa lắm. Và nếu chúng ta làm như vậy, ma quỷ cũng có thể sử dụng điều đó để chính lời nói của chúng ta giăng lưới dưới chân của anh em của chúng ta. Mà nhiều trường hợp chúng ta thấy người ta đã ngã, hoặc là bước ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời, hoặc là gây sự khó khăn cho thân thể của Chúa. Anh chị em thấy điều đó để chúng ta thấy rằng, như tôi nhấn mạnh nhiều lần, cái sự hiệp một trong hội thánh của Chúa rất là mạnh, nhưng nó cũng rất là dễ để đổ vỡ. Chỉ cần những cái lời vu nịnh, những cái lời chia rẽ, những cái lời tiêu cực được gieo vào thì nó như chùm ăn lan, nó như những vi trùng, những vi khuẩn phát triển một cách rất nhanh, lan ra rất là nhanh và gây tổn thương đến với hội thánh của Chúa, của đời sống của con người của chúng ta. Trong Ngôn chương 20 câu 19: kẻ mách lẻo hay tiết lộ điều thầm kín, con đừng giao du với kẻ quá hở môi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ. Và Thessalonica thứ nhất chương 2 câu số 5: như anh em biết và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời vua nịnh hoặc vì động cơ tư lợi mà làm. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã nói về chức vụ và đời sống của ông cho hội thánh của Chúa ở tại thành Thessalonica. Như anh em biết và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời vua nịnh. Ở cái khổ tại đây đó là con người rất thích được người ta vuốt đuôi, người ta vua nịnh mình. Đây là điều nguy hiểm.
Tôi có nghe những cái lời phê bình nói là mục sư Khánh ít có khen anh em. Tôi nói có chứ, đúng chỗ và thật. Thì cái lời khen, lời nâng đỡ, khích lệ đó nó mới đẹp lòng Chúa. Còn nếu tôi dùng cái thuật gọi là đắc nhân tâm, để tôi có những lời khen tặng vua nịnh ai đó nhằm mục đích để trục lợi, để tôi có thể dùng thủ đoạn để tôi có thể điều khiển con người đó, thì đó là điều sai. Và Đức Chúa Trời Ngài không vui vì điều đó bao giờ. Tân Bốc là nói những lời khen ngợi hoặc nịnh hót không thành thật đối với một người với ý định trục lợi hoặc lợi ích ích kỷ. Đó là định nghĩa của lời Tân Bốc. Câu hỏi để chúng ta xét lòng và suy gẫm đó là: tôi có nói những điều tốt đẹp về một người vì điều đó sẽ có lợi cho tôi về lâu về dài không? Những lời khen mà tôi đang đưa ra có phải là thật hay chúng được thúc đẩy bởi sự tự quảng cáo của mình? Tiêu cực thứ 17 khi sử dụng miệng lưỡi của mình đó là hay tranh cãi hoặc cãi cọ. Trong Ngôn Chương 26 câu 20-21, lửa tắt vì thiếu củi, không có kẻ mắc lẻo, cuộc tranh cãi cũng ngưng. Đốt than cho than cháy đỏ, chùm củi để lửa cháy bùng, kẻ hay tranh cạnh gây ra điều cãi cọ cũng như thế. Chúng ta không đi đây đi đó trong hội thánh của Chúa để gieo những cái điều tranh cãi, bởi vì cuối cùng thì chúng ta thấy rằng sẽ có những trọng trái, sẽ có những bất hòa, sẽ có những tranh chấp. Tân Ước thì định nghĩa cái nghĩa đen của sự tranh cãi đó là kẻ thích tranh chấp. Cãi nhau là cố tình khuấy động xung đột và cạnh tranh giữa các cá nhân vì mục đích tranh luận. Nó có thể bao gồm việc cố tình gọi là nhấn nút, push the button, mà mọi người vì chúng ta muốn thấy họ phản ứng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ không dùng lời nói của mình để gieo những điều tranh cãi. Chúng ta sẽ sử dụng lời nói của mình để gây dựng, khích lệ là như vậy. Thứ 18 đó là la lối. Ephesians chương 4 câu 31, hãy loại bỏ con em những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. La lối là một trong những điều mà chúng ta cần phải tránh. Và chúng ta thấy có những con người như vậy, rồi họ đi đến đâu thì gây náo loạn đến đó, rồi quen họ về họ cũng gây náo loạn ở trong gia đình của mình. Chúng ta cẩn thận, phải loại bỏ khỏi chúng ta những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. La lối là chúng ta sử dụng cái giọng điệu ồn ào, đáng ghét hoặc huyên náo với người khác, thường là do tức giận. Nó giống như la hét, hoặc la hét để làm cho trường hợp của chúng ta được lắng nghe. Khi ý của mình không thành, mình giống như là một cái trẻ con lăn xuống sàn nhà nằm vạ, đòi theo ý của mình, còn không tôi sẽ khóc, tôi sẽ la. Nó là một thái độ rất là xấu. Chúng ta không thể nào làm người Cơ Đốc nhân đắc thắng, và đạo Chúa không thể đắc thắng được khi chúng ta cư xử giống như vậy. Câu hỏi để chúng ta suy gẫm là: tôi có đang thua ở trong một cuộc tranh chấp? Khi tôi đang thua trong một cuộc tranh chấp, tôi có thấy mình dễ dàng la lối để trấn áp đối phương không? Một số người là họ dùng cái chiến thuật này làm cho những người khác muốn yên thân đó, người ta phát sợ. Bởi vì mỗi lần mà mình có những cái cuộc thảo luận hay là đóng góp ý kiến của mình trong những cuộc họp của hội thánh hay là của ban chấp hành, thì chúng ta thấy rằng họ ầm ầm, họ la lối, và nhiều khi còn đe dọa người khác rằng tánh của tôi nóng lắm mà, của chân đó. Và chúng ta thấy rằng họ la lối trong lời nói và khiến cho những người khác bị trấn áp. Đây là một cái điều nguy hiểm mà chúng ta cần phải tránh, để môi miệng của chúng ta có thể để dành cho việc chúng ta rao giảng phúc âm quyền năng của Chúa. Tôi có nói nặng lời với mọi người khi tôi nghĩ rằng mình cao trọng hơn họ không? Có nhiều khi chúng ta nạt nộ, chúng ta la những người khác bởi vì địa vị của mình. Tôi nói cho các anh nghe như thế này như thế này, tôi nói cho các chị nghe. Và chúng ta có thể dùng cái âm lượng của mình và cái cách tranh cãi của mình đó để la lối và thủ đoạn để chúng ta bắt người khác phải đi theo ý của mình. Thứ 19, tranh cãi về chữ nghĩa. Timothy thứ 2 chương 2 câu 14, hãy nhắc nhở họ những điều này trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy khuyến cáo họ phải tránh sự tranh cãi về chữ nghĩa. Đó là điều vô bổ, chỉ làm tổn hại cho người nghe mà thôi. Tranh cãi về chữ nghĩa là khi một người liên tục tranh luận về những ý nghĩa và định nghĩa đụng gạch, không đem lại kết quả gì trong quá trình giao tiếp của chúng ta.
Tôi để ý và tôi thấy có những người như vậy. Họ nghe một câu nói, thì thay vì hiểu cái người muốn nói, tìm cách để hiểu người muốn nói cái gì, thì họ chỉ lắng nghe để xem dùng cái từ này không đúng, dùng từ kia không chính xác. Và cuối cùng thì tranh cãi có tính cách chữ nghĩa. Điều này cũng dễ thấy ở trong hôn nhân và gia đình. Khi vợ chồng mắc lỗi với nhau, tại sao anh nói cái chữ đó, tại sao anh nói cái câu đó, mà không còn lắng nghe với nhau nữa, thì chúng ta biết rằng mục đích của cái sự trao đổi đó không phải là đi đến giải pháp, nhưng mà để chứng minh phần thắng về mình. Có những người họ dùng cái lưỡi của mình để tranh cãi về chữ nghĩa, để muốn cho thấy rằng tôi là người hiểu biết, tôi là người học thức, tôi là người sử dụng từ ngữ một cách chính xác. Anh chị em, nó có cái chỗ của nó. Chúng ta không thể nào nói và dùng những từ ngữ không chính xác, bởi vì những người chưa biết Chúa ở ngoài kia, họ cũng là người có học thức. Nếu chúng ta nói không chính xác thì nó cũng nguy hiểm. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung vào mục tiêu của chúng ta là khi chúng ta trao đổi với ai, chúng ta nghe, thì chúng ta cứ để ý xem họ có sử dụng cái từ ngữ gì sai lầm hay không. Rồi chúng ta bắt đầu tranh cãi một cách chữ nghĩa. Thì anh chị em thấy rằng nó dẫn đến cái mục đích cuối cùng là gì? Không lợi ích cho người nghe, chỉ có hại cho người nghe mà thôi. Xin Chúa nghe thương xót và giúp đỡ để chúng ta là những người gieo hòa bình, gieo những phước hạnh, gieo những lời khích lệ, vì chúng ta là những người có một cái lưỡi được dạy dỗ. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt để suy gẫm đó là tôi có quan tâm đến những từ một cách chính xác hơn là thực sự nghe những gì người khác nói hay là không. Nếu có, chúng ta đặt mục tiêu cho đúng trở lại. Tôi có tranh luận về mọi ý tưởng và cố tìm ra những sai sót với mọi người có quan điểm khác với tôi không? Tôi đã từng được mắng là cái thằng ngu nó biết cái gì, bởi vì từ ngữ được dịch ở trong những cái bài hát. Rồi cuối cùng là gì? Mục tiêu là gì? Xin Chúa nghe giúp đỡ để chúng ta sẽ đạt đến một cái mục tiêu là nâng đỡ, gây dựng, khích lệ anh em của mình. Nhưng người có cái môi được dạy dỗ đó là để biết dùng lời nói của mình để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi, để giúp đỡ cho những người ngã lầm. Cách sử dụng lời nói của mình một cách tiêu cực thứ 20 đó là những lời nhảm nhí phạm tục. Timothée thứ nhất chương 6 câu 20-21. Timothée ơi, hãy giữ lấy những gì đã được giao phó cho con. Tránh những lời nhảm nhí phạm tục và các cuộc tranh cãi về những điều nhầm tưởng và tri thức. Có những điều nhầm tưởng là tri thức, và người ta cứ tranh cãi với nhau, nói những cái lời nhảm nhí phạm tục không cần thiết. Timothée thứ nhì chương 2 câu 16, hãy tránh những lời nhảm nhí phạm tục, vì những kẻ ăn nói như thế sẽ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tin kính. Nguy hiểm quá của anh chị em. Câu hỏi để chúng ta suy gẫm: khi kết thúc cuộc trò chuyện, bạn có cảm thấy điều gì đó quan trọng đã xảy ra không? Hay là lời nói của chúng ta, cái cuộc chúng ta nói chuyện đó, để chúng ta khoe khoang về kiến thức của mình, rồi gặp một người khoe khoang khác, khoe khoang về kiến thức của họ, hai bên khoe qua khoe lại, cuối cùng ra chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đó là làm phí thời giờ, thay vì chúng ta đồng liên kết lại nhau, thì chúng ta thấy rằng ra về lòng ấm ức vì những điều mình đã nói và đã nghe không có lợi ích gì. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ tránh điều tiêu cực đó. Điều tiêu cực thứ 21 đó là gieo những cái tranh cãi. Trong ngôn chương 6 câu 12-19 chép: kẻ vô lại, kẻ độc ác là kẻ ăn không ngồi rồi, miệng buông lời dối trá, hắn nháy mắt, khều chân và dùng ngón tay ra hiệu. Lòng đầy gian tà, hắn mưu toan điều ác, lúc nào cũng gieo điều tranh cãi. Vì thế tai họa thình lình ập đến trên hắn, trong phút chốc hắn bị suy sụp không phương cứu chữa. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm: mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đến làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Đây là một trong 6 điều mà Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. Xin Chúa cho để chúng ta tránh. Lời nói của chúng ta đừng gieo những cái lời tranh cãi. Lời nói của chúng ta nó phải đem lại một cái lợi ích tốt đẹp gì đó. Đó là lý do mà chúng ta thấy lời của Chúa bảo chúng ta có thể vấp phạm rất nhiều trong lời nói của mình.
Trừ trường hợp là miệng lưỡi của chúng ta được kiểm soát. Gieo tranh cãi với anh em là như thế nào? Là chỉ ông có bất hòa là khi ai đó cố tình phá hoại tình đoàn kết của anh em mình bằng cách gieo rắc những lời bóng gió, nửa sự thật và những lời dối trá khác nhằm mục đích để chia rẽ người này với người khác hoặc là nhiều người với người khác. Thì cái mục đích của nó là xấu vô cùng, phải không chị em? Xin Chúa giúp để chúng ta, lời nói của chúng ta không để lại, không gieo những cái sự tranh cãi giữa anh em của mình. Cảm ơn Chúa. Đủ ra những điều tiêu cực rồi, phải không chị em? Bây giờ chúng ta bắt đầu xem chúng ta phải trau dồi cách sử dụng một cách tích cực cái lưỡi của chúng ta. Chúng ta phải nói về sự công chính của Chúa và ngợi khen Ngài suốt ngày. Thi Thiên 71 câu 23-24: môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa. Tại sao? Vì linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc. Ôi khi chúng ta trân quý, khi chúng ta nhận biết và kinh nghiệm linh hồn của chúng ta đã được Chúa Ngài cứu chuộc, thì miệng của chúng ta sẽ reo mừng ca ngợi Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Câu 24: suốt ngày lưỡi con cũng sẽ thuật lại sự công chính của Chúa vì những kẻ tìm cách hại con đã bị xấu hổ và nhục nhã. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để lời nói của chúng ta, miệng lưỡi của chúng ta, suốt ngày chúng ta nói về sự công chính và ngợi khen Chúa. Sự công chính của Chúa và ngợi khen Ngài, nó phải hằng ở trên môi miệng của chúng ta. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Có ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì sử dụng lời nói của mình trong sự ban phước của Chúa đó, để chúng ta khích lệ, chúng ta ca ngợi về công việc của Chúa bằng cách chúng ta lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà chúng ta đối đáp với nhau. Cảm ơn Chúa. Tôi tin chắc là anh chị em đã từng đến một cái bữa tiệc, luôn cả của người Cơ Đốc đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta ra về, tâm linh của chúng ta vui thoải, chúng ta thấy tinh thần của mình nó được nâng đỡ, nó được khích lệ, mình được phước lắm. Và những câu chuyện trao đổi ở trong cái buổi họp mặt đó tập trung vào việc ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài về những phước hạnh Chúa làm. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng có những cái buổi họp mặt mà chúng ta nghe những người họ ngồi và họ bắt đầu khoe khoang. Họ nói những cái điều để tâng bốc chính mình, chà đạp những người khác, gây chia rẽ, gieo những cái điều tranh cãi. Thì chúng ta thấy mình ra về, mình thấy giống như là mình vừa bị một cái cơn mưa của những cái lời nói bẩn thỉu, không có giá trị, những cái lời nói của miệng lưỡi chưa được dạy dỗ đó. Mình cảm thấy nó có cái gì đó như là mình bị ướt sũng bởi những cái gì không có tốt đẹp và sạch sẽ. Mình bước ra khỏi những chỗ đó, mình không được khích lệ, không được động viên chút nào. Anh chị em yêu dấu, có một điều mà ở trong những ngày qua chúng tôi thấy Chúa Ngài đang làm việc từ Việt Nam cho đến đời sống ở tại Hoa Kỳ này. Chúng tôi tiếp xúc với các anh em thì có nghe một cái công việc mà Chúa Ngài đang bắt đầu ở giữa anh chị em của chúng ta. Đó là có những con cái của Chúa, vài ba gia đình, họ quyết tâm là họ sẽ truyền giảng một cách gọi là truyền giảng bỏ túi. Họ họp lại với nhau làm một cái bữa ăn và mời những người bạn bè của mình đến. Ở trong khung cảnh đó, họ có lời của Chúa để khích lệ. Họ có những sứ điệp từ nơi Chúa để khích lệ. Và trong cái sinh hoạt, anh em có những lời nói tốt đẹp thay vì khoe khoang về quần áo. Ô, anh mua đôi giày đó bao nhiêu, chị mua cái ví đó bao nhiêu, hay là anh chị ở cái khu nào, căn nhà đó bao nhiêu tiền. Thì là những lời khích lệ, những lời động viên. Thì anh chị em làm chứng với tôi rằng rất là dễ dàng để giới thiệu, và những người bạn chưa tin Chúa đó, họ ở trong khung cảnh thôi nói rằng chúng tôi không tìm thấy được điều này ở trong xã hội ngày hôm nay. Họ rất thích. Có những người họ nói rằng lần tới khi có những bữa tiệc như thế này xin cho tôi biết và tôi sẽ đến tham dự. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đang sử dụng cái loại truyền giảng như Matthew đã làm. Khi Chúa kêu gọi ông bước ra khỏi công việc của người thu thuế, ông trở về và mời những người cùng sở của mình, những người bạn thu thuế, là những người mà dân chúng rất ghét, đến và để họ có thể được tiếp xúc với Chúa Giêsu. Và cái lối truyền giáo này hiện tại hậu Covid dường như Đức Chúa Trời Ngài đang sử dụng. Trong hội thánh của chúng ta, nhiều anh chị em đã làm ở trong những ngày qua. Và khi tôi có mặt ở trong những cái buổi đó và hỏi thăm lại thì những người láng giềng được mời đến, họ được khích lệ lắm. Vì cái sự hợp mặt của chúng ta ở trong ơn của Chúa, nó là những điều nâng đỡ, khích lệ, chữa lành, giúp đỡ, giải cứu những hoàn cảnh khó khăn. Để chúng ta có thể chữa lành cho họ trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể giải cứu họ khỏi những cô đơn
trầm cảm bằng ơn quyền của Chúa. Ở đây có thể là cái cách truyền giáo mà Chúa ngài đang mở ra để tất cả chúng ta đều có thể được góp phần và hội thánh của Chúa có thể được gây dựng trong ơn của Chúa. Cho nên hãy sử dụng lời nói của chúng ta. Môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa vì linh hồn con đã được ngài cứu chuộc. Cảm ơn Chúa vì linh hồn của chúng ta được Chúa ngài cứu chuộc. Khi chúng ta hiểu được điều đó và chúng ta luôn ca ngợi Chúa làm chứng về ơn của ngài thì chúng ta thấy rằng lời chứng chân thật có thể cứu được linh hồn. Thứ hai, chúng ta phải nói những lời khôn ngoan. Thi Thiên 37 câu số 30: miệng người công chính nói lời khôn ngoan, lưỡi người ấy nói ra điều chính trực. Thứ ba, chúng ta phải nói những lời tử tế hay những lời tràn đầy ân sủng. Truyền Đạo chương 10 câu số 12: miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu, nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó. Thứ tư, chúng ta phải nói những lời được nêm thêm muối. Một ý tưởng hết sức lạ nhưng mà phước hạnh vô cùng. Colossae chương 4 câu số 6: đây là lời mà sứ đồ Phaolô khuyên anh em ở tại thành Colossae. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Chúng ta thấy ở tại đây, để trị được, để giải quyết được những cái lời chua chát, những cái lời cay đắng, thì sứ đồ Phaolô khuyên là lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối. Chúng ta hình dung là khi cái lời sắp sửa ra khỏi miệng chúng ta đó, chúng ta đem cái lời đó ra, chúng ta quan sát và xem cái lời này mình nói ra nó có chua lắm không, cái lời này nói nó có cay đắng không, rắc muối vào, nêm thêm muối vào. Muối trong các nền văn hóa của Kinh Thánh là một cái mặt hàng quan trọng, mà nó cũng là một cái phương tiện để trong thời bây giờ người ta trả lương cho lính, cho những người làm công bằng muối. Tiếng Anh dùng cái chữ salary, số, salary. Thì chúng ta thấy rằng người ta lấy muối để người ta trả tiền lương cho những người cần. Bởi vì muối rất là có giá trị. Chúng ta xem một số những giá trị của muối, bởi vì nó rất cần thiết cho cuộc sống. Nó là biểu tượng cho sự tinh khiết. Rắc thêm muối vào. Trong hình ảnh của trong trắng và sạch sẽ. Nó là một chất bảo quản để ngăn chặn sự băng hoại. Chúng ta thấy rằng người ta muối dưa để giữ cho nó lâu ngày. Người ta muối cá để cá nó không có sình. Người ta muối vào trong thịt để thịt được giữ lâu. Muối, nó là một cái chất để tăng hương vị. Chúng ta nêm thêm muối vào trong lời nói của chúng ta vì muối có thể làm cho cái lời nói đó nó tăng thêm hương vị của nó. Nó có tính sát trùng hoặc là chữa bệnh. Thì chúng ta thấy rằng muối nó có giá trị như vậy. Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên lời nói của chúng ta phải nêm thêm muối vào để nó nghe nó dịu dàng hơn, để nó nghe được lọt vào trong tai của người, để lời nói của chúng ta có thể đem lại cái lợi ích để nâng đỡ, khích lệ, chữa lành, khử trùng, giúp đỡ để ngăn chặn cái tiến trình của sự băng hoại. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối là như vậy. Tuyệt vời. Anh chị em, nếu chúng ta được phản ảnh là chúng ta, lời nói của chúng ta nó chua chát quá. Nếu chúng ta được phản ảnh hay là chúng ta nhận thấy lời nói của chúng ta nó khó nghe, thì xin Chúa cho chúng ta để chúng ta bắt đầu nhớ mục tiêu lời nói của chúng ta phải có ân hậu, có ơn và cái chiều xa của nó, cái kết quả của nó. Và nêm thêm muối vào để nó có hương vị, để nó không còn chua chát, nó không còn cay đắng, nhưng mà là những lời được giúp đỡ. Thứ năm, chúng ta phải nói những lời gây dựng, khích lệ và nâng đỡ. Ê-phê-sô chương 4 câu 29: chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Chữ chớ tại đây là một mệnh lệnh đến cho em. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, điều này có nghĩa là có nhiều điều chúng ta có thể nói, nhưng mà chúng ta chờ và chúng ta sắp đặt để cái nào đáng nói thì chúng ta mới nói. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Như tôi từng chia sẻ với anh chị em, tôi vốn là một người rất là hài hước. Lời nói của tôi có thể được kể là cái cười của lớp học của mình. Các bạn học của tôi đều biết cái điều đó. Nhưng mà khi bước vào trong chức vụ, có những cái kinh nghiệm và có những điều
gương của những người đi trước mà chúng ta có thể học được ở trong Kinh Thánh. Nhất là tôi trân quý cái đặc ân mà Chúa Ngài ban cho trong việc phục vụ lời của Đức Chúa Trời, trong việc rao giảng lời của Chúa. Thì cùng một cái miệng này, tôi không thể pha trò nói chuyện tiêu lâm, nói chuyện này chuyện kia, rồi bước vào trên bục giảng thì nói một cách nghiêm túc lời của Đức Chúa Trời. Thì người nghe họ sẽ bị lẫn lộn là ông mục sư đang pha trò hay là mục sư đang nói những điều rất là quan trọng. Tôi nhớ đi đến quyết định này khi nghe lời của Chúa nói về việc ông Lót. Ông chia sẻ cái bản tin từ nơi thiên sứ của Chúa rằng thành Sodom và Gomorrah sẽ bị hủy diệt. Và Kinh Thánh nói chúng ta rằng khi ông Lót nói với các con rể của mình thì họ không chịu nghe. Ông tin tức quan trọng như vậy nhưng mà con rể của ông không nghe lời ông nói. Điều này có nghĩa là cái lời nói của ông trước mặt chúng không có giá trị. Anh chị em đừng để cho khi chúng ta nói những điều quan trọng cho con cái của chúng ta thì chúng không biết là bạn đang nói thiệt hay là nói chơi. Are you serious? Nhưng mà chúng nó biết chắc một điều đó là khi ba có những lời đáng nói thì nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, hoặc là có những cái lời cảnh tỉnh rất là nghiêm túc. Tôi muốn dành lời nói của mình cho những giờ phút, những cái cơ hội như vậy. Cho nên tôi chọn là không còn pha trò giống như trước đây. Có người hỏi, nghe nói một sư Khánh ông vui lắm, nhưng mà sao thấy dường như gặp ông thì thấy ông nghiêm quá. Anh chị em, đây là cái bản sao mới nhất từ khi được đầy dạy Đức Thánh Linh bước đi trong ơn của Ngài và thấy được cái tầm quan trọng của lời giảng của mình qua những lời làm chứng. Những cuộc đời được biến đổi khi nghe những sứ điệp, những bài giảng. Thì xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ quyết tâm để lời nói của mình là những lời gây dựng, khích lệ, nâng đỡ anh chị em của mình. Thứ sáu, chúng ta nói lời của Chúa. Ở trong Thi Thiên 119 câu 172 chép: nguyện lưỡi con ca tụng lời Chúa, về Chúa, và tất cả điều răn Ngài, vì tất cả điều răn của Ngài là công chính. Nguyện lưỡi của con ca tụng về lời Chúa. Điều quan trọng cần hiểu là Đức Chúa Trời muốn sử dụng miệng lưỡi của chúng ta để trở thành nhân chứng của Ngài cho các quốc gia, để chúng ta có thể rao giảng phúc âm và dẫn dắt những người nam, những người nữ đến với Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn cái chi thể khó trị là cái lưỡi của chúng ta đó để và sử dụng nó cho vương quốc và sự vinh hiển của Ngài. Đây là mục tiêu của Chúa. Cho nên trở lại với một câu Kinh Thánh mà tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần: Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ. Chúng tôi còn nhớ tiên tri Ê-sai, ông thét lên, ông la lên: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dãi, ở giữa một dân có môi dơ dãi. Khi ông chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa, khi ông thấy các thiên sứ Seraphim cung cách ngợi khen thờ phượng Chúa, ông nhận thấy cái hiện trạng của môi miệng của ông. Và cảm ơn Chúa, khi ông ăn năn và thốt lên những cái lời nhận diện tội lỗi của mình và của dân tộc của mình, thì Chúa sai thiên sứ của Chúa lấy cái kềm gấp một hòn than lửa đỏ và chạm vào trong môi của ông. Kể từ đó tôi tin rằng Ê-sai đã là người có một cái môi lưỡi, có một cái lưỡi được dạy dỗ. Từ chương 6 trở đi chúng ta thấy bắt đầu ông có những lời tiên tri tuyệt vời. Một lời tiên tri mà 700 năm sau được ứng nghiệm về sự ra đời, sự mang lấy nhục thể của Đức Chúa Jesus Christ, của Đấng Christ, của Đấng Messiah. Những lời tiên tri về sự thành lập lại thành Jerusalem, về tuyển nhân của Chúa được trở về, và những lời tiên tri về sự cứu rỗi của Chúa sẽ đến ở trên nhân loại. Bắt đầu là tuyển dân của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng ông có một cái môi, một cái lưỡi, mà ông nói rằng ta, Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ. Cảm ơn Chúa. Có một số điều quan trọng mà chúng ta có thể làm để chế ngự cái lưỡi của mình. Theo như Gia Cơ chương 3 câu số 8 thì chúng ta thấy rằng dường như chỉ ra rằng không ai có thể chế ngự được cái lưỡi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng mà không một việc chi là khó cho Ngài. Chúa có thể giúp đỡ cho chúng ta. Để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải có ước muốn chế ngự nó. Tôi cầu nguyện rằng bài học này chúng ta học một cách chi tiết như vậy đó.
Không ai trong chúng ta nói rằng phí thời giờ. Hồng sư Khánh dài dòng quá cái chuyện này, cứ nói rằng cái lưỡi của mình như vậy mình nên bỏ. Anh chị em để lời của Chúa thuyết phục chúng ta về sức mạnh khi chúng ta sử dụng nó một cách công chính, sử dụng nó một cách tốt đẹp ở trước mặt Chúa, là lời đem lại sự chữa lành, là lời đem lại sự khích lệ, là lời đem lại thẩm quyền của vương quốc của Đức Chúa Trời công bố ra, thì Chúa Ngài có thể ban phước trên chúng ta. Hầu cho chúng ta sẽ quyết định, đó là mình phải chế ngự cái lưỡi của mình. Mình phải có một cái lưỡi được thuần hóa. Để chế ngự được cái lưỡi chúng ta phải có ước muốn. Thi Thiên 17 câu số 3 chép: Chúa đã dò xét lòng con, viếng con lúc ban đêm, Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Anh chồng có biết là có nhiều khi mình ban ngày mình nói bậy nhiều quá, ban đêm mình mới mình cũng nói bậy trong giấc ngủ không? Ở đây một hình ảnh tác giả của Thi Thiên 17 nói rằng Chúa đã dò xét lòng của con, viếng con lúc ban đêm, Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tại sao? Vì tác giả nói rằng tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Cảm ơn Chúa. Có một sự hiệp tác, có một sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời tại đây mà chúng ta thấy. Điều này có nghĩa là chúng ta thừa nhận những chỗ chúng ta đã thất bại và ăn năn. Điều này có nghĩa là chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Chúa để chúng ta thay đổi. Điều này có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm về những điều sai trái mà chúng ta đã nói với người khác. Sáng nay tôi mở ngoặc và muốn điều chỉnh cái điều này. Hai tuần trước trong bài giảng về cái sự cam kết dấn thân của tiên tri Elise, thì có một cái chi tiết tôi lẫn lộn giữa công việc của thầy của ông, đó là khi những người đến để tìm bắt ông thì ông đã gọi lửa từ trời xuống để thiêu đốt. Còn Elise là học trò của ông, thì khi 42 đứa trẻ trai trêu chọc ông là cái ông đầu sói đó, thì là những con gấu đã xé xác 42 đứa. Nhưng mà tôi trong lúc so sánh và giới thiệu về chức vụ của tiên tri Elise và tiên tri Eli là thầy của mình, thì có lẫn lộn giữa là lửa thiêu đốt những cái đứa trẻ này. Và nếu anh chị em nghe và có để ý đến cái điều đó mà anh chị em vấp phạm nữa rằng mục sư Khánh nói bậy, không đúng, tôi chịu trách nhiệm về những lời đó và xin anh chị em tha thứ cho. Thì trong cái phần nhập đề của sứ điệp đó để nói lên cái sự phân biệt, thì tôi ý tưởng nói về tiên tri Eli rồi tiên tri Elise thì có cái sự lẫn lộn đó. Và nhất là hôm đó thì sức khỏe của tôi nó không có được tốt vì những cái khó khăn mà chúng tôi đối diện về sức khỏe, về đường ruột, và lúc bây giờ đang uống thuốc để được điều trị. Và chúng tôi cảm ơn Chúa và muốn nói với anh chị em rằng khi chúng ta nghiêm túc, chúng ta muốn chế ngự cái lưỡi của mình, thì đó là một trong những điều chúng ta làm. Nếu chúng ta có những cái lời nói mà sai trái thì chúng ta nhận trách nhiệm. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta xin lỗi những người mà chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói của mình. Mình có những cái lúc gọi là lỡ lời. Và khi mà mình nhận biết ra điều đó, hãy xin lỗi họ. Có nhiều khi chúng ta đã đi đến kết luận quá sớm vì hiểu lầm, và chúng ta đã nói ra những lời, chúng ta xin lỗi những cái người mà chúng ta đã đi đến kết luận quá sớm. Thứ năm, điều này có nghĩa là chúng ta sẵn sàng nhờ người khác giúp mình nhận ra những cái kiểu nói gây xúc phạm. Như trong ngôn chương 27 câu 17, giống như sắc mài nhọn sắc cũng vậy, con người mài giũa diện mạo của bạn của mình. Chúng ta cần những người bên cạnh chúng ta, những người yêu thương chúng ta đủ để thành thật với chúng ta khi họ nói rằng anh chị hay là bạn đã quá lời trong công việc đó, hay là cái điều đó không đúng sự thật, thì nó sẽ giúp đỡ cho trong việc chúng ta kiểm soát môi miệng của mình. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải thực hiện tốt những lời hứa trong quá khứ mà chúng ta đã hứa với người khác. Như chúng ta nói, có nhiều khi chúng ta gây pháp phạm cho con cái của mình, cho những người lân cận chúng ta, vì chúng ta hứa cùi, hứa cho qua việc. Xin Chúa cho để chúng ta nghiêm túc hơn, hầu cho sau này khi chúng ta nói, thì lời nói của chúng ta có giá trị trong tấm lòng của những người nghe. Để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải chịu trách nhiệm cá nhân về những lời chúng ta nói, và nhận ra rằng Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi lời phát ra từ miệng của chúng ta. Nhưng mà theo chương 12 câu 16, Chúa Ngài đã, chúng ta đã học qua điều đó. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ thứ nhất là nghĩ trước khi nói. Điều này có nghĩa là chúng ta lắng nghe lời nói của chúng ta qua đôi tai của người nghe. Chúng ta đặt mình vào trong vị trí của họ trước khi chúng ta nói.
Người xưa có một cái câu ngạn ngữ là phải uống lưỡi bài lòng. Sư đồ Phaolô thì bảo chúng ta là lời nói của chúng ta phải đảm bảo nó là lời của ân hậu, và chúng ta phải thêm muối vào. Nói đến cái vấn đề là chúng ta có một cái bước trước khi chúng ta để cho lời nó phát ra từ miệng của chúng ta, cân nhắc nó. Không biết là vì đứng tuổi hay là cái quyết tâm này nó thẩm thấu và đi đến cái kết quả, thì tôi chậm hơn trong việc trả lời những cái thắc mắc. Thì tôi muốn hỏi Đức Chúa Trời, hỏi Thánh Linh của Chúa, câu trả lời tốt nhất là gì? Bởi vì có những cái vấn đề người ta có thể đặt câu hỏi, nó là những chuyện ngọn ngành chứ không phải là chuyện gốc rễ. Mà nếu chúng ta trả lời, chúng ta giải quyết những cái chuyện ngọn ngành đó, thì nó sẽ không đi đến đâu. Cho đến khi Chúa chỉ ra và chúng ta giải quyết bằng gốc rễ của vấn đề, thì nó sẽ đem lại kết quả dài lâu. Nghĩ trước khi nói. Thứ hai, chúng ta đặt cái người canh gác trước cửa miệng của chúng ta. Anh chị em hỏi làm sao được như vậy? Câu trả lời Thi Thiên 141 câu 3 chép: Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con và canh cửa môi của con. Cảm ơn Chúa. Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Và Chúa cho ghi lại cái điều này, lời cầu nguyện của tác giả của Thi Thiên 141. Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng của con và canh cửa môi của con. Chúa ngài gìn giữ và ngài canh cửa môi của chúng ta. Khi chúng ta bằng lòng phó mình ở trong tay của Chúa, thì việc này có thể thực hiện được. Như Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta, chỉ nói những gì ngài nghe Chúa Cha nói. Cầu nguyện: Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng của con, vì miệng của con, lời nói của con có cái sức mạnh để có thể đem lại sự sống, đem lại sự gây dựng, đem lại sự nâng đỡ, đem lại sự chữa lành. Xin gìn giữ miệng của con, và xin Đức Giê-hô-va ngài canh cái môi của con. Tại có những lúc nó giận mà chúng ta thấy môi nó cứ mấp máy mấp máy đó. Xin Chúa ngài canh cái cửa môi của con để con không lúc giận nói bậy. Vì giận là một cái sự điên cuồng tạm thời. Giận dữ là sự điên cuồng tạm thời. Xin Chúa giúp để canh cửa môi của con. Trong ngôn chương 13 câu số 3: Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống của mình, những kẻ hở môi quá luôn bị thất bại. Trong ngôn chương 21 câu 23: Ai giữ miệng lưỡi của mình giữ được linh hồn của mình khỏi hoạn nạn. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, chúng ta nhận biết phản ứng của người khác trong và sau khi chúng ta nói. Xin Chúa cho chúng ta tính toán và thấy được cái kết quả hoặc là hậu quả của lời nói của chúng ta. Thi Thiên 55 câu 20 đến 21: Kẻ ác giang tay chống lại những người sống hòa bình với nó, vi phạm lời mình đã kết ước. Câu 21: Miệng nó trơn láng như mỡ, nhưng trong lòng toan tính chiến tranh. Lời nói nó dịu hơn dầu, nhưng là gươm đao tuốt sẵn. Anh chị em thấy lời nói nó như là những cái gươm đao đã tuốt ra khỏi vỏ, sẵn sàng để có thể đâm, để có thể chém. Thấy cái sự so sánh này để chúng ta thấy nghiêm trọng của việc lời nói của chúng ta. Chúng ta nghe lại một lần nữa: Kẻ ác giang tay chống lại những người sống hòa bình với nó, vi phạm lời mình đã kết ước. Đó là những kẻ ác. Miệng nó trơn láng như mỡ, nhưng trong lòng thì toan tính chiến tranh. Lời nói của nó dịu hơn dầu, nhưng là gươm đao tuốt sẵn. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không sử dụng lời nói của mình một cách gian ác như vậy. Phần B, để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải xử lý tâm trí của mình. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 4 cho đến câu số 5 chép: Vũ khí của chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuần phục đến Christ. Chúa cho chúng ta có được vũ khí quyền năng này và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần hiểu rằng những gì thốt ra từ miệng của chúng ta, thật ra nó là sự phản ánh của những gì trong lòng và trí của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy như thế này trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 34 đến 37: Hỡi dòng dõi rắn độc kia, cái người vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì nó đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh ra điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích của mình đã nói. Vì bởi lời nói ngươi sẽ được xưng công bình, cũng bởi lời nói ngươi sẽ bị định tội. Ở đây Chúa ngài cho chúng ta thấy một nguyên tắc rất là quan trọng.
do sự đầy dẫy ở trong lòng mà miệng nói ra. Như vậy nếu chúng ta muốn cho lời nói của chúng ta được kiểm soát, lưỡi của chúng ta được kiểm soát, chúng ta phải giải quyết những điều trong lòng của chúng ta. Nếu nó chứa đầy sự cay đắng thì lời cay đắng nó sẽ trào ra. Nếu nó làm cái đầy những cái sự ganh ghét thì cái lời nói nó cũng sẽ tuôn ra với những sự ganh ghét. Nhưng nếu nó là bình an, nó là yêu thương được chứa đầy ở trong lòng của chúng ta thì lời nói của chúng ta sẽ tuôn ra là những lời ân hậu, yêu thương, gây dựng, xử lý những gì xảy ra trong tâm trí và tâm lòng của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu rằng tâm trí và miệng của chúng ta nó có một cái liên hệ với nhau đó. Cho nên lời của Chúa mới dạy chúng ta một điều mà có thể anh chị em đọc đi đọc lại câu kinh thánh này mà không có suy gẫm. Đó là Giô-suê chương 1 câu số 8: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều được chép ở trong đó, vì như thế con mới được thịnh vượng ở trong con đường mình và mới thành công. Ủa, tại sao quyển sách luật pháp này nó không xa tai, nó không xa thân thể của chúng ta? Đó là chúng ta để nó trên bàn hay là chúng ta để nó trên kệ sách? Nhưng mà lời của Chúa lại bảo chúng ta là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng của con. Bởi vì những gì mà miệng của chúng ta công bố ra, lỗ tai của chúng ta nghe và nó đem vào để phân tách. Rồi khi chúng ta phân tách xong rồi, những gì đầy ở trong chúng ta nó sẽ thể hiện ra bằng hành động. Nếu đời sống của chúng ta được thu nhập lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta ghi nhận và để cho quyển sách luật pháp không xa miệng của mình, thì chúng ta sẽ dùng Chúa ở trong chúng ta lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ lời Đức Chúa Giêsu dạy: nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi có thể cầu xin bất cứ điều gì mình muốn thì sẽ được cho, sẽ được thành. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng vì thế con mới được thịnh vượng ở trong con đường của mình và mới thành công. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải suy gẫm đúng đắn ở trong tư tưởng của chúng ta. Thi Thiên 19 câu số 14: lại Đức Giê-hô-va là vần đá và là đấng cứu chuộc của con, nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Cái sự suy gẫm trong tấm lòng của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta để cho chúng ta suy gẫm những điều ác, những điều xấu. Và chúng ta cũng xin Chúa luôn: lạy Chúa, canh giữ lời nói của con và cái miệng của con. Và xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải sẵn sàng kiểm tra lời nói của mình trước khi chúng ta nói ra. Và có 8 cái kiểm tra, 8 lần chúng ta phải thử cái lưỡi của mình trước khi chúng ta nói thành lời. Mà Philip chương 4 câu 8 nói: cuối cùng, thưa anh em, hãy điều chi chân thật, điều chi đáng trọng, điều chi công chính, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Bởi vì những gì chúng ta nghĩ đầy ở trong chúng ta, nó sẽ trào ra và nó nói thành lời. Cho nên chúng ta đặt 8 cái thử nghiệm này đối với lời nói và tư tưởng của chúng ta. Điều này có thật không? Nó sẽ cho một ấn tượng chính xác không? Thứ hai, nó có đáng trọng không? Người khác có nên bắt chước không? Điều này nó có đáng trọng, nó đáng quý như vậy không? Thứ ba là điều này có đúng không? Anh chị em đừng vội vàng đến độ chúng ta có thể truyền tin những tin tức xấu trước khi chúng ta có thể kiểm chứng nó. Vậy một lần mà chúng ta mất cái sự tin cậy thì rất khó để chúng ta có thể lấy lại. Như cho chúng ta đặt câu hỏi: điều mà tôi sắp nói tại đây nó có đúng không? Thứ tư, nó có thanh sạch không? Nó có được thúc đẩy bởi niềm tự hào hay là ích kỷ không? Thứ năm, nó có đáng yêu chuộng không? Nó sẽ thắp sáng cuộc sống của những người nghe nó không? Hay là nó đẩy người ta đi vào ở trong bóng tối của những cái sự khó khăn phá đổ? Thứ sáu, nó có tiếng tốt không? Nó sẽ làm hỏng danh tiếng của bất cứ ai không? Có nhiều khi chúng ta sử dụng lời nói của mình không khéo, chúng ta làm mất vinh dự của người khác, của những người lân cận của chúng ta. Thứ bảy, nó có được đặc trưng bởi sự xuất sắc không? Những cái điều đáng khen ngợi, nó có thúc đẩy người khác trở nên xuất sắc không? Nó có nâng đỡ những cái người ngã lòng mệt mỏi không? Thứ tám là có đáng khen không? Nó sẽ xây dựng tất cả những người nghe nó không? Khi chúng ta cân nhắc
lời nói của mình, sự suy nghĩ của lòng của mình. Nó sẽ sớm giúp cho chúng ta bắt đầu có những lời tốt đẹp. Anh chị em, để kết thúc, chúng ta hình dung một số những hình ảnh. Có những người mà chúng ta thấy rằng cái chuyện scandal nào, cái scandal nào trong hội thánh thì cũng có họ. Vì họ thích lắng nghe những cái tiếng, những cái đàm tiếu, những lời này lời kia. Xin Chúa cho để chúng ta đừng trở nên những con người như vậy. Có những chuyện sầm xì, nói xấu người khác, thì chúng ta thấy rằng có một số người thì họ dường như là những chuyên viên công việc này. Nhưng mà cái nguy hiểm tại đây là khi săn tin và khi dâng anten lên để nghe chuyện này chuyện kia đó, thì không nghe đủ một cách chính xác, cho nên lấy râu của ông này cắm cằm bà nọ theo như lời tục ngữ ca dao của người Việt Nam của chúng ta. Đó là những điều tiêu cực. Mà xin Chúa ngài cho chúng ta có một cái lưỡi được dạy dỗ, lỗ tai của chúng ta được mở ra và lắng nghe Chúa dạy chúng ta như một người thầy dạy học trò của mình. Chúng ta kiểm soát tâm trí của mình, kiểm soát tư tưởng của mình trước khi chúng ta cho phép những tư tưởng đó mặc chiếc áo của lời nói khi nó được thốt ra khỏi miệng của chúng ta. Khi chúng ta kiểm soát lời nói của chúng ta một cách chính chắn, một cách công bình, một cách tốt đẹp, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ đem lại sự sống, đem lại khích lệ, đem lại phước hạnh, đem lại những điều mà Chúa ngài muốn qua môi miệng của chúng ta làm sứ ngôn nhân cho ngài, là cái miệng của Đức Chúa Trời. Ngài không thể sử dụng được một cái miệng dơ bẩn được. Xin ban phước để bởi ơn của ngài chúng ta sẽ tấn tới trong ơn của Chúa. Vì thời lượng không cho phép cho nên chúng ta phải dừng ở tại đây, và tuần tới chúng ta sẽ kết thúc bài này. Tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh chị em để chúng ta có thể lập trình và lời nói của chúng ta sẽ đầy kết quả ở trong ơn của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho phép tôi cầu nguyện cho anh chị em. Cho dấu chúng con tạ ơn ngài vì lời tuyệt vời của Chúa. Lời như một cái gương, khi chúng con đứng soi mình ở trước gương là lời của ngài, chúng con thấy có những chỗ thiếu sót, nhưng chúng con quyết tâm, chúng con quyết định là chúng con canh giữ môi miệng của mình để chúng con có một chức vụ và một công tác. Khi chúng con được có một cái lưỡi của người được dạy dỗ, để chúng con biết dùng lời nói của mình để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa đánh thức chúng con, anh chị em chúng con, và dạy dỗ chúng con như là một người thầy dạy dỗ học trò của mình. Đặt lời của Chúa, sứ điệp của ngài bên trong chúng con, để chúng con mở lời ra thì có lời của Chúa cho những hoàn cảnh, cho những cuộc đời, và giúp đỡ cho nhiều người trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc phúc ngài. Hallelujah. Ban phước trình hết tay anh chị em chúng con. Là một đạo quân tuân nhẹ từ nơi Chúa. Chúng con sẽ sử dụng lời nói của mình để ghi dựng, để rao báo tin vui của ngài, để ngợi khen về sự vinh hiển của Chúa, để chữa lành, để nâng đỡ những người mệt mỏi, động viên tinh thần của họ, khích lệ họ trong ơn của Chúa, và có những lời giải cứu, kéo người ta ra khỏi bóng tối, kéo ra khỏi những tình trạng tối tăm, dẫn họ đến và bước vào vương quốc sáng láng của ngài. Chúng con ngợi khen ngài cho những lời của tác giả thi thêm. Xin Chúa ngài canh gác môi miệng của mỗi một chúng con, vì chúng con không muốn tiếp tục vấp phạm bằng lời nói. Những lời nói của chúng con là những lời đầy ân hậu, được nêm thêm muối, và chúng con nói thì lợi ích cho người nghe, gây dựng người nghe. Khi chúng con nói thì phép lạ của Chúa có thể xảy ra. Khi chúng con chúc phước, khi chúng con mở cho phép phước hạnh của ngài đến trên những cuộc đời vì lời nói và sự công bố của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ban phước trình chúng con, Chúa Giêsu, vì chúng con tha thiết mong đợi được Chúa trang bị chúng con, để chúng con trở nên những người Chúa có thể tin dùng trong những ngày sắp đến cho việc lớn của Chúa, cho việc vĩ đại của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Tặng Chúa và chúng con hiệp ý hiệp lòng mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em trong ơn của Chúa. Chúng tôi yêu mến anh chị em và nguyện xin lời của Đức Chúa Trời ghi dựng anh chị em để chúng ta trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học kinh thánh kế tiếp của chúng ta. Xin kính chào tạm biệt. Với các con gái của Chúa
ở tại đây và ở khắp nơi. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.